Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Instagram. Ở đây thì mình đang có một sản phẩm đến từ thương hiệu Elgato, một thương hiệu thiết bị dành cho streamer rất nổi tiếng trên thị trường Việt Nam và trên toàn thế giới rồi. Và hiện tại thì đang được một streamer ở Việt Nam rất nổi tiếng, đó chính là Độ Mixi, sử dụng trong những buổi livestream rất thường xuyên của mình. Sản phẩm mình đang có đây là con mic Elgato Way 1, con mic ghi âm, mic thu âm mà có mức giá rẻ nhất của Elgato ở thời điểm hiện tại, đâu đó là khoảng tầm 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6 gì đó. Và sau một vài ngày sử dụng trải nghiệm chiếc mic này thì theo mình thấy đây thực sự là một chiếc mic rất phù hợp với những bạn không hẳn là YouTuber hay là content creator, mà những bạn đúng đối tượng là streamer, livestream hàng tối, livestream hàng ngày luôn, vì nó có cực kỳ nhiều tính năng hỗ trợ cho các bạn tiện lợi trong quá trình sử dụng. Vậy thì cụ thể về sản phẩm như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau khám phá trong video ngày hôm nay. Rồi hãy cùng nhau nói một chút về phần ngoại hình của sản phẩm này. Thì như các bạn có thể thấy là chiếc mic này của Elgato, nếu mà xét về cái một sản phẩm dạng ở thuộc kiểu gaming gear, có thiết kế game, thiết kế ngầu, hầm hố hay đẹp bắt mắt, thì đây không phải sản phẩm như vậy. Nó sẽ không giống những sản phẩm của hãng khác, họ cố tình nhét vào những cái chi tiết hầm hố, những chi tiết đèn led màu mè để có thể làm nổi bật sản phẩm của họ hơn trên buổi livestream. Thay vào đó, Elgato mang đến chúng ta một phong cách thiết kế khá là đơn giản và tối giản. Và theo mình thấy nó mang hơi hướng của những chiếc mic chuyên nghiệp sử dụng ở trong những buổi podcast hoặc là sử dụng ở trong những phòng thu mà các ca sĩ hay là những gọi là MC hay những host ở trên YouTube hay là podcast hay sử dụng. Có thể nhiều người sẽ thấy thiết kế này hơi đơn giản, nhưng với bản thân mình thì mình thấy nó khá phù hợp với góc của mình, vì bản chất góc của mình không phải một góc game gì mà cũng chỉ là một góc content creator bình thường mà thôi, nên mình thấy với thiết kế thanh lịch thế này mình khá ưng ý với nó. Về những cái thành phần đặc biệt ở trên chiếc mic này thì các bạn sẽ có một phần chân đế có thể tách rời ra được. Và nếu như các bạn thấy cái chân đế này, cái phần ốc của nó có vẻ hơi nhỏ, thì hãng cũng đã cho chúng ta một cái adapter để các bạn có thể dễ dàng gắn vào những cái boom của Elgato hoặc là của những hãng khác đều có thể tương thích thông qua cái adapter chuyển đổi này. Và nếu các bạn không thích dùng boom thì đơn giản sử dụng chân đế này, mình thấy nó cũng khá thanh lịch, chắc chắn và có độ cứng cáp nhất định khi để trên bàn, nó không bị di chuyển quá nhiều. Một cái điểm hay của phần này đó chính là ở cái phần giữ mic kết nối với boom thì hãng vẫn làm chúng ta khả năng có thể di chuyển được. Với kiểu thiết kế thế này thì khi các bạn sử dụng với boom, nếu như mà các bạn muốn chỉnh những góc của mic thì cũng không cần phải chỉnh hẳn bằng boom mà có thể xoay ở trên phần giá đỡ của mic. Một thiết kế khá là hay của hãng. Tiếp đến một điểm đặc biệt nữa ở trên dòng sản phẩm này đó chính là một cái cuộn ở đằng trước của mic. Cuộn này thì các bạn có thể gán hai tính năng phần mềm, một là tăng giảm cái độ nhạy của mic, hai là có thể tăng giảm cái độ gọi là thay như một cái núm cuộn chỉnh volume của thiết bị luôn. Cái đấy các bạn có thể tùy chỉnh cái phần mềm, tí nữa chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Và cái nút cuộn này cũng có một chức năng khác, đó là chính là như bình thường là bấm vào phát là mute mic của bạn không sử dụng nữa, và nó sẽ hiện lên một cái đèn màu đỏ để báo là mic đang tắt. Ngoài ra thì ở mặt sau các bạn sẽ có tất nhiên một dây để cắm nguồn USB, cắm với cả kết nối với cả máy tính, và một cổng 3.5 để các bạn để cắm tai nghe. Ví dụ như mình đang cắm ở đây, giống như những streamer khác sử dụng trong buổi livestream của họ, cắm vào để nghe âm thanh, test thử xem là mic đã ok chưa, hay là âm thanh nghe gọi là nghe âm thanh trong game luôn. Thì đó là cái điểm thiết kế đặc biệt trên con này. Và hãng bố trí đằng trước theo mình thấy khá là tiện hơn so với cả những sản phẩm khác bố trí đằng sau. Khi mà chỉnh các bạn cảm giác hơi ngược tay và có thể phải ngó đằng sau xem nó đang ở mức nào, thì đây họ bố trí đằng trước tiện lợi hơn khá là nhiều. Rồi, tóm lại về phần thiết kế, thực ra con này cũng không có quá nhiều thứ để nói ngoài những điểm mình vừa trình bày cho các bạn, vì nó một phong cách khá đơn giản thôi. Chúng ta hãy cùng nhau nói đến cái phần mà các bạn quan tâm hơn, đó chính là khả năng thu âm và cái chất lượng âm thanh nó thu được, cũng như đặc biệt nhất của Elgato, đó chính là hệ sinh thái phần mềm cực kỳ tuyệt vời, gọi là support tận răng cho những streamer ở thời điểm hiện tại. Từ những thiết bị đèn này, thiết bị webcam này, thiết bị mic này, thiết bị Steam Deck này, nó có rất nhiều phần mềm để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình stream tiện lợi hơn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang sử dụng chiếc mic này để thu âm video này, để cho các bạn có thể nghe được chất lượng âm thanh của nó. Vì là một chiếc mic hướng tới tượng stream, không phải là để họp hội thảo hay là để sử dụng trong khán trường lớn, âm thanh nhiều phía, nên các bạn sẽ chỉ có một kiểu thu âm ở phía trước mặt mà thôi. Nhưng theo mình thấy là cái khả năng thu âm con này cực kỳ nhạy. Thậm chí là các bạn có thể để một chiếc mic đằng trước và podcast hai người nói phía mặt trước cũng ok, sử dụng chiếc mic thôi là ok rồi. Nhưng với mình đang sử dụng ở đây thì mình đang chỉ sử dụng một hướng duy nhất, giống như những streamer đang dùng trên thị trường mà thôi. Về mặt phần mềm thì chúng ta sẽ có một cái phần mềm được gọi là Waylink của Elgato. Đây là một cái phần mềm, nó nói nôm na là một phần mềm các bạn có thể sử dụng để điều khiển những cái luồng âm thanh trong cái buổi livestream của mình, đặc biệt là âm thanh thu từ mic. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một số chức năng cơ bản ở trên phần mềm này. Các bạn có thể thấy ở đây,
Đầu tiên thì đây là một giao diện của nó, thực sự cũng khá là cơ bản thôi và mình nghĩ là rất là dễ dùng cho tất cả mọi người. Nó sẽ có những cái luồng input khác nhau, tức là luồng âm thanh khác nhau. Đầu tiên là từ mic này, từ browser này, từ game này. Và các bạn có thể add thêm một số những cái luồng khác nhau cũng không có vấn đề gì cả. Ví dụ như voice chat này, rồi thì side pick này, những cái hiệu ứng âm thanh dạng kêu hú hét trong buổi livestream, vỗ tay các kiểu. Tiếp đó là âm thanh hệ thống, nhưng mà ở đây thì mình sẽ chỉ demo 3 cái mà thôi. Đó chính là đầu tiên là mic, tiếp theo là browser, tức là trình duyệt của mình. Để mình mở một bài nhạc anh đây. Rồi, tạm thời để đó. Tiếp đó là cái trình duyệt game, tức là cái tựa game các bạn đang chơi. Thì đây sẽ là một cái setup gần như là cơ bản của một streamer trong mỗi tối các bạn live stream. Một browser để lướt web, nghe nhạc, đọc chat, một phần game để nghe âm thanh trong game này và một mic. Rồi, ở phần này các bạn sẽ có, trong quá trình cài đặt thì hãng họ sẽ, phần mềm họ sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt luôn, nó khá là trực quan thôi, nhưng mình vẫn sẽ show lại cho các bạn xem. Để mà cài đặt cho những cái luồng âm thanh này điều khiển thông qua phần mềm Wailing thì sẽ click, các bạn sẽ click vào một cái hình công cụ điều khiển ở đây, và ở phần này là setting của Windows thì các bạn sẽ chỉ cần chọn cái gọi là âm thanh của cái luồng đó vào, tích hợp vào cái Wailing. Ví dụ nhá, với một tựa game Candy Crush Saga mình để ví dụ thôi, thì các bạn sẽ chọn luồng là Wailing Game, hay là Google Chrome thì các bạn sẽ để luồng là Wailing Browser. Đó, tương tự như vậy với những ứng dụng của bạn. Sau khi bạn cài đặt xong thì toàn bộ cái âm thanh sẽ được điều khiển thông qua cái phần mềm Wailing này. Các bạn sẽ không cần phải điều khiển thông qua cái bảng điều khiển Windows nữa. Và điểm tiếp theo trên phần mềm này đó chính là nó tích hợp rất tốt với những cái nền tảng, với những cái phần mềm stream hiện tại mà mình đang sử dụng ở đây là phần mềm OBS, cũng một phần mềm rất nổi tiếng rồi. Để cài đặt thì cũng rất đơn giản thôi, các bạn vào phần setting và vào phần audio, ở cái phần mix và auxiliary audio device này các bạn chọn Wailing Stream là của Elgato là ok, toàn bộ các thứ sẽ điều khiển thông qua Wailing. Bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn xem. Hiện tại thì mình đang gọi là bấm vào cái hình biểu tượng tai nghe ở đây, tức là mình đang nghe thử âm thanh của mình đang nói vào mic và mình đang điều khiển và biết được cái âm lượng nó đang ở mức nào để các bạn xem livestream có thể nghe một cách rõ ràng và hợp lý nhất. Rồi phần tiếp theo ở trong cái việc điều khiển này đó chính là các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có một số cái cột, hai cột ở trong cái cột phần input này, một cái biểu tượng hình tai nghe và một cái biểu tượng hình đang phát sóng. Thì về cơ bản cái phần tai nghe này nó sẽ là điều khiển cái âm thanh mình tự nghe được ở trên cái trình duyệt của mình, hay là trên game của mình, hay là trên mic mình đang thu lại. Thì chẳng hạn với browser nhá, mình các bạn nghe được nhạc bé hơn hoặc đơn giản là tắt nhạc đi, vì cái phần nhạc này đang dính bản quyền và mình vẫn muốn nghe nhạc này để chơi game nó hăng hơn, thì mình có thể giảm cái cột hình phát sóng xuống thấp hoặc là tắt hẳn đi. Bấm vào đây để tắt hẳn đi thì các bạn trong buổi livestream sẽ không nghe thấy cái âm thanh mình đang bật trên browser nữa. Thì đây sẽ là cách mà các bạn có thể điều khiển. Và chẳng hạn như mình vẫn muốn các bạn nghe được nhưng mà nghe nhỏ thôi, để tiếng của mình to thì mình có thể tăng lên mức 50%. Đó, trên buổi livestream các bạn sẽ nghe được. Tương tự như vậy với cả phần game. Phần game đây nó cũng sẽ nghe bằng. Và chẳng hạn như game mà nghe to nhưng mà mình chỉ muốn nghe cái game nhỏ thôi, thì mình sẽ giảm cái phần tai nghe này đi. Đó, mình nghe trong game sẽ là các bạn nghe trên livestream. Đó chính là cách mà Elgato họ tách hai cái luồng âm thanh ra để các bạn có thể điều khiển trong buổi livestream, khá là hay để gọi là dễ dàng cho các bạn sử dụng và viewer, người xem các bạn tốt hơn. Rồi, một số tính năng khác liên quan đến việc thay đổi âm thanh và cài đặt cho con này thì cũng có khá là hay. Ở đây ví dụ những bạn xem ở phần mic, mình có thể cài một vài hiệu ứng âm thanh sound effect cho nó. Elgato họ phối hợp với cả một số hãng thứ ba để phát triển cái gọi là plugin vào đây. Chẳng hạn như mình sẽ thử một cái plugin này gọi là biến đổi âm thanh của mình trong buổi livestream này. Alo, alo, 1, 2, 3. Đó, các bạn có thể nghe thấy là âm thanh bị biến đổi đi. Ví dụ là alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình đang nói rất là bình thường thôi. Nhưng trên buổi livestream các bạn sẽ nghe khác đi hoàn toàn. Và đó là cái điểm hay ho, các bạn có thể sử dụng nó để chẳng hạn như ẩn danh, hoặc chẳng hạn như là vui vẻ một chút với cả người xem. Thì đây, ngoài ra thì còn rất nhiều những cái hiệu ứng, cái plugin khác các bạn có thể sử dụng. Tuy nhiên thì đó, mình chỉ demo cho các bạn thấy thôi, và có nhiều cái mình cũng không biết chỉnh kiểu gì. Ok, ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một vài tính năng khác ở trong phần này, ví dụ như tăng giảm input gain này, rồi thì có một cái tính năng mình thấy khá đặc biệt là tính năng clip guard. Đó chính là việc mà khi các bạn xem livestream, đặc biệt là những streamer chơi game kinh dị, ví dụ như PewDiePie ngày trước, khi mà đến những cái cảnh jump scare thì họ hét đến rất là to, và các bạn sẽ thấy là cái âm thanh
kiểu như âm thanh bị vỡ. Nhưng với tính năng này thì nó sẽ bảo vệ cái tai của bạn. Nếu như người ta hét quá to thì âm thanh nó không bị nát, bị vỡ. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình sẽ tăng kém input gain lên một chút để nó gọi là vượt quá âm luôn. À, đó, các bạn có thể thấy là âm thanh nó bị vỡ. Nhưng nếu như mình bật tính năng này lên, à, đó, âm thanh hoàn toàn bình thường. Và nó thực sự là đỡ giật mình cho những bạn xem hơn rất nhiều. Chất lượng âm thanh thì vẫn giữ được. Đó là một tính năng mà mình thấy khá hay ho trên phần mềm của Elgato. Rồi tổng kết lại chiếc mic này, nếu nó tính năng gaming hay là cái thiết kế ngoại hình liên quan gaming thì không. Nói về chất âm thu được nó cũng tốt, và về cấu hình thì nó cũng gọi là ok trong cái tầm giá thôi, không quá vượt trội so với thị trường. Nhưng nếu nói về cái phần mềm cùng với đó là cái khả năng tích hợp với hệ sinh thái Elgato và kết hợp với các thiết bị khác của hãng này thì thực sự đây là sản phẩm rất tuyệt vời. Dành cho những bạn đang muốn trở thành streamer, từ nghiệp dư bán chuyên cho đến kể cả chuyên nghiệp thì vẫn có thể hoàn toàn sử dụng được. Và nếu như các bạn mua nó, đừng quên mua tại link mình để ở phần mô tả phần bình luận video này. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Instagram ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.